Mụn trứng cá là một trong những bệnh lý về da phổ biến nhất trên toàn cầu, có thể gây ra các đốm đỏ, mụn nhọt ở bất kỳ đâu trên cơ thể, đặc biệt là trên mặt, vai, lưng, cổ, ngực và vùng cánh tay trên. Bệnh mụn trứng cá xảy ra ở mọi độ tuổi và có thể tái đi tái lại nhiều lần. Theo thống kê, mụn trứng cá có ảnh hưởng đến khoảng 75% số người trong độ tuổi từ 11 đến 30. Do ở độ tuổi này, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh, gây bí bách da và dẫn đến viêm nhiễm do sự tích tụ của bụi bẩn, vi khuẩn. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mụn trứng cá, ví dụ như bất thường sừng hóa nang lông, tăng tiết bã nhờn quá mức, quá trình viêm và sự hiện diện của vi khuẩn, từ đó dẫn đến các loại tổn thương da khác nhau. Ngoài ra, mụn trứng cá còn có liên quan đến một số yếu tố khác như di truyền, nội tiết, chế độ ăn làm tăng tiết bã nhờn. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da gốc dầu, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm và sản phẩm che mụn không phù hợp khiến da tăng tiết bã nhờn, bít tắc lỗ chân lông. Một số sai lầm thường gặp khi chăm sóc da có mụn trứng cá như không làm sạch da mỗi ngày sau khi đổ mồ hôi hay sau trang điểm, tẩy tế bào chết quá nhiều hay cọ sát trên da, thường xuyên để tay và tóc chạm nhiều lên trên mặt, nặn mụn không đúng cách khiến da nhiễm trùng và viêm nhiễm kéo dài. Mụn trứng cá nếu không được điều trị đúng có thể dẫn tới viêm nhiễm và để lại sẹo. Khi có mụn trứng cá nên rửa mặt 2 lần một ngày hoặc sau những hoạt động thể chất đổ mồ hôi nhiều. Loại sữa rửa mặt được các chuyên gia khuyên dùng là loại chứa axit salicylic, giúp giảm tiết nhờn và giảm sừng hóa nang lông tuyến bã. Khi rửa mặt nên sử dụng đầu ngón tay để thoa nhẹ nhàng trên da, không nên sử dụng dạng khăn lau thô ráp, miếng bọt biển hoặc bất cứ thứ gì khác có thể gây kích ứng da. Nên rửa mặt sạch bằng nước ấm vì có thể hòa tan bã nhờn tốt hơn. Không nên sử dụng các sản phẩm gây kích ứng da như các loại nước toner có chứa cồn, các sản phẩm tẩy tế bào chết vật lý. Chúng có thể khiến da khô, đỏ và khiến tình trạng mụn xuất hiện nhiều hơn. Nếu là người có tóc dầu nên gội đầu hàng ngày, vì bã nhờn từ tóc bám vào da mặt và lưng có thể khiến tình trạng mụn nặng hơn. Tránh tiếp xúc với ánh nắng có chỉ số tia UV cao vì sẽ tăng nguy cơ tổn thương da, tăng sắc tố sau viêm và làm hại làn da của bạn. Ngoài ra, một số loại thuốc trị mụn còn khiến da rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, khiến da dễ bị bỏng nắng và thay đổi màu sắc. Người có da mụn cũng cần lưu ý, không nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc gốc dầu, sản phẩm trang điểm có độ bám cao, các sản phẩm có chứa paraben, cồn. Chỉ nên sử dụng các sản phẩm có các chất không gây bít tắc lỗ chân lông, không tạo cồi mụn. Tránh chế độ ăn nhiều đường, tinh bột như bánh mì trắng, khoai tây chiên, bánh ngọt cũng như nhiều sữa tươi và chất béo. Không sử dụng chung các dụng cụ trang điểm và tẩy trang sạch sẽ trước khi ngủ. Hạn chế thức khuya, không để căng thẳng kéo dài.